Rất vui được chào mừng các bạn tới với cái loại hình mới ở trên sông, đó chính là tàu bus. Có lẽ đây là trải nghiệm đầu tiên của các bạn đúng không? Nên là tôi cũng đã đi một lần rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái trò chơi nhỏ. Thì chúng ta sẽ chơi, có những trò chơi gọi là tương tác. Thì ở đây có những lá thăm. Nếu như bạn bốc một cái lá thăm, yêu cầu bất kỳ gì ở trong lá thăm đó, bạn sẽ thách chúng tôi làm. Tới khi chúng tôi đảo ngược lại, nó sẽ là đảo ngược lại là tôi bốc lá thăm và tôi thách đấu bạn làm những cái trò đó, hiểu không? Hiểu không? Nói chung là cái đầu hói này thấy mặt cũng chưa hiểu lắm. Hiểu. Bên nào làm trước? Bên đây em đốc đi cho bên này làm trước. Bên đây thua toàn tập rồi, ưu tiên cho cầm cái hộp luôn để lấy hên nè. Rồi em đọc thiệt lớn lên coi. Nhờ khách giải câu đố một nửa quả táo giống cái gì? Rồi giờ khách bây giờ em chọn luôn khách nào luôn để tụi chị tự chị làm luôn. Sau lưng em nè. Em chỉ định luôn. Em chỉ định người đó rồi bên đội bên này. Muốn ai được. Cái cô khách tây ngồi dưới kia. Thôi được vậy. Hỏi ai cũng được đi cô ơi. Excuse me. Can I ask you one question? Yeah. Do you know half of an apple look like what? Half of an apple. Apple? Yeah. Half of it look like what you think? Everything. I don't know. You don't know? I don't know what is an apple. Huh? What is an apple? Apple. An apple. Apple. Yeah, okay, yeah. Sorry. Half of it. Half of an apple. Look like. Look like what? Moon. Moon? Okay, thank you. Okay, thank you. Giống mặt trăng, giống mặt trăng. Giống mặt trăng là đi thà. Giờ đáp án luôn, đáp án của nó là gì? Là giống nửa trái táo kia. Ồ, thật là vi diệu. Mà đúng đã. Đúng rồi. Rồi, ok. Mình thua. Đất tiền nữa còn nữa. Giống nửa kia. Vậy bây giờ tới mình bốc. Mình bốc cho bọn kia nha. Rồi, ai bốc đâu? Tôi bốc luôn nha. Nhờ khách giải câu đố nhanh, bạn làm việc gì đầu tiên vào buổi sáng? Mở mắt. Đúng rồi. Giờ hỏi khoảng đạp. Hỏi bà đằng sau đi, bà đang đeo mắt kính đen á. Em dễ hỏi hơn. Ngoại ơi, cho con hỏi ngoại. Con việc đầu ngoại. Ngoại ơi, việc đầu tiên con hỏi ngoại, việc đầu tiên ngoại thức dậy là ngoại làm gì? Em phải gài. Con trả lời luôn nha. Trong câu hỏi nhất hả con trả lời nha. Con có thể hỏi ngoại một câu được không ạ? Dạ. Mỗi buổi sáng ngoại thức dậy á, việc đầu tiên ngoại làm là điều gì vậy? Tức là ngoại làm gì? Dạ, ngoại làm gì mỗi buổi sáng thức khi vừa thức dậy làm cái gì luôn à? Vừa mới thức dậy luôn á. Ngoại ơi, lúc tập thể dục. Tập thể dục. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Ngoại biết giữ sức khỏe là tốt. Dạ. Rồi, thấy đi xa rồi đó. Rồi, thấy đi xa rồi đó. Áo móc cho mình này đi. Cầm thước dây đoán và đo chiều cao của du khách. Ok, đây tôi làm nha. Cái này tôi dở lắm nè. Đây tôi làm cho. Cộng trừ 2cm đúng không? Cộng trừ phải không? Đây tôi, chỉ định đi. Cái chị... Thằng nhóc á. Thằng nhóc nhỏ kìa. Nhóc nhỏ. Mẹ. Là mình phải đoán trước nào mà mới đo chứ. Không thì tôi sẽ đoán, tôi phải nhìn chứ. Giống và giống hai đứa bé nhà ông Bazo ơi. Con ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Con 2 tuổi. Chị ơi, bé 2 tuổi á, thì bé nặng bao nhiêu ký rồi chị ha? 14 ký rưỡi, trung bình với một cái cân nặng 14 ký rưỡi. Tại em cũng có con nhỏ em 17 tháng rồi. Ủa vậy hả? Dạ, con em nó cao 82 cm thì bé cỡ này là 9. Bé cao ta 90 cm, con em có thể đo được bé không? 90 rồi, ok. Em có thể đo bé được mà. Chốt rồi. Đây con em. 90 cm. Em anh chốt là 90 đúng không? Đúng em rồi. Sao con chỉ phải được lên TV. Có chứ. Lên truyền hình luôn nha. Con ơi, con đứng thẳng lên cho chú nè. Đó, đó rồi.
Trời ơi, sao chuẩn như chưa cần chỉnh luôn á trời. Để thẳng 90 nè. Nè, anh để thẳng nè. Rồi. Cao bao nhiêu? 89. Trời ơi. Gợi ý gì kìa? Chữ B. Đây tôi bóp cho. B là bên này luôn. Đây tôi bóp cho. Đoán quê quán của khách bằng cách nhờ khách đọc một bài thơ bằng giọng nói địa phương của mình. Trời ơi, cái này rồi, Tân okay. Làm được nè. Ai làm? Này Tân làm được nè. Bây giờ mình chọn. Đúng rồi, Tân. Đây. Nè. Mời. Nhìn cô liếc người quê. Đúng rồi, rồi. Cái chú áo sọc caro á đang nhìn ra cửa sổ. Rồi, mời lên chỗ đó đi. Chú ơi, chú cho con nhờ chú con gái nha. Dạ, chú có thể giúp giùm con đọc bài thơ này lớn giùm con cái. Bằng giọng địa phương. Bằng giọng địa phương của chú nha. Bằng giọng địa phương. Tớ nghe bác đấy. Dạ, biết rồi. Tớ biết rồi. Bác là có nhiều à, bác là nhiều à. Có con sông xanh biếc, nước hương trong, soi tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là những buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng. Có gì à, chú đứng đây xác nhận giùm con nè. Theo chú, bạn theo qua chú, cái lời chú cho hỏi câu nữa đúng. Chú đặc sản là gì nè? Người Thái Nguyên. Rồi sao? Dạ chú là Thái Nguyên. Tự nhiên hỏi đặc sản à? Ủa, qua một bài thơ thôi. Nói chỉ là qua một bài thơ thôi. Đúng không? Chị nói hỏi thăm quê hương nha. Hồi nãy anh hỏi ký rồi, anh hỏi năm sinh, hỏi bao nhiêu tuổi được mà. Thả đó nha, thả đó nha. Rồi, vô. Anh hỏi ký năm sinh. Ok, bóc tiếp. Còn nữa không? Tới bà Thanh đi với bà Thanh. Nhờ khách dạy câu đố, điều gì chỉ có loài voi làm được mà loài khác thì không làm được. Ok, rồi chị đây đi hỏi. Làm hình tượng vô, làm hình tượng vô. Nè, hỏi bà ngoại luôn đi. Kéo ngoại hay là sao? Đây nè, ngoại nè. Ngoại ơi, mà ngoại ơi, ngoại có thể giúp con dạy một câu đố mẹo nha ngoại. Đố mẹo nha ngoại. Dạ, câu đố này nó có cái nội dung như sau. Là điều gì mà chỉ có loài voi mới làm được mà loài khác thì không làm được. Cái này là câu đố mẹo nha ngoại. Ngoại câu đố mẹo có mấy á. Thì đó là loài voi á. Cho nên là nó chỉ làm được cái điều đó thôi. Chứ nó không có con khác làm được. Voi nó có thể đánh người hoặc nó là... Về đi, về đây. Dạ, con cảm ơn ngoại, con ngoại cho con một kẹo, cảm ơn ngoại. Dạ, thực ra thì cái câu đố này chương trình đưa ra là con voi làm gì khác loài khác là đẻ ra con voi con mới là đáp án chính xác. Dạ. Bị chỗ em ơi, về với đội của em dạ. Đi em. Dạ, như vậy đồng nghĩa là con bị thua đó ngoại, nhưng con khác cảm ơn ngoại nhiều. Cảm ơn ngoại. Được ngoại cho một kẹo cũng đỡ buồn. Rồi. Báo đâu khó gì vậy, làm sao mà tao biết được. Nhờ khách dạy câu đố môn nào càng thắng càng thua. Rồi ok. À mình phải hỏi cái người nào mà đua xe. Biết đố ai rồi. Hỏi bé 2 tuổi hồi nãy á. Hỏi thì hỏi luôn. Nếu mà người ta trả lời đúng thì mình được thì mình thắng. Giỡn chứ bây giờ hỏi cái anh áo xanh dưới đi. Rồi, hỏi. Đơn giản. Không có được làm hình tượng nha. Không có làm gì đâu. Không. Không có làm hình tượng. Rồi, ok thì hỏi đi. Chú, con đang chơi chuyện có một câu đố á. Môn nào càng thắng càng thua. Đó là cái môn nào, ý là cái môn thể dục, thể thao hay như thế nào á chú? Thôi đi về đi, Xe đạp. Xe đạp mà. Rồi xe đạp. Xe đạp, đúng rồi. Đúng rồi. Con xe đạp. Ai trả lời? Anh nói. Câu hỏi kêu anh áo xanh trả lời mà. Anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Ờ, đi về đây. Mày mù màu không Nguyên? Không phải, anh kêu là thôi hỏi anh nói đi. Anh nói xanh nó tấp vô cho mày vô mày ngồi rồi, mày không chịu vô ngồi.
Vừa tới hỏi anh nó xanh đó, anh nó xanh. Anh không biết đâu, hỏi anh này đi. Hỏi này dễ ẹt luôn á. Gì? Đâu? Nhờ khách giải đấu trong cuộc thi chạy, nếu bạn chạy qua, nếu bạn vượt qua người thứ hai thì bạn là người thứ nhất. Người thứ hai, người thứ hai. Ai, ai đây? Kìa, có khách trong rõ kìa, có đúng rồi, áo khoác hồng ngoài á. Cô ơi, dạ giúp con giải cái câu đố này nha. Trong một cuộc thi, trong một cuộc thi, mình vượt qua người thứ hai thì mình đứng thứ mấy? Câu ơi, câu này câu đố mẹo nha cô. Rồi, câu đố mẹo mà gì kỳ vậy? Câu đố mẹo mà gì kỳ vậy? Câu đố mẹo mà gì kỳ vậy Vĩnh Anh? Vô tình thôi, người ta đang để được. Cô thứ nhất. Trời ơi. Cô ơi, sao này cô không nhìn con, nó là nói gì vậy? Vô người thứ hai, mình đứng thứ hai. Chơi quẳng tù xì thắng 3 lần liên tiếp với du khách. Trò này là tôi giỏi lắm nè. Đội có 2 cơ hội, nếu thua người đầu tiên sẽ được kiếm người thứ hai. Trò này tôi chơi giỏi lắm nè. Cho bé tôi chơi được nè. Rồi bây giờ chơi đi. Nguyên cho bạn Nguyên. Dạ. Rồi tự chọn hay sao? Em chọn đi, em cho em chọn luôn. Trời ơi, nhìn nó giang hồ dữ. Anh em với anh chưa quánh tù xì không anh? Quánh tù xì để phân chia thắng bại và em là người cần phải thắng. Em là người phải chơi để ghi hình rồi. Em nhanh quánh tù xì. Thua một cái là nghỉ luôn á, là qua người thứ hai luôn á. Đi về đi, đi về đi. Rồi, cơ hội thứ hai chạy. Rồi, ok. À, thắng nha. Hai lần nữa đúng không? Chị nói, chị luôn. Chị luôn nha. 1, 2. Rồi, thôi đi về, đi về, đi về. Thua. Bắt vô ra. Nè, coi nè. Chị em mình làm nhanh không cần nói nè. Đâu bằng vậy. 1, 2, 3. Trò này tôi chơi giỏi lắm nè. Rồi, mồi ba. Nè, đó là kỹ gì em cũng thắng 3 lần đó. Nó thông minh lắm, chơi kiểu gì cũng thắng 3 lần đó. Vô bánh thù xì luôn. Ông vua. Vô bánh thù xì luôn. Tại sao hết? Ở studio. Cái gì? Tôi đâu biết đâu, anh đang không biết gì đó.